nay các bạn là mẹ mình làm món gì đây? À quên, xin lỗi nha, chào các bạn trước nha các bạn. Này các bạn thấy tôm nè, mình luộc tôm đây nè, đó luộc tôm rồi. Hôm nay là món gì mẹ? À, một món rất là đơn giản có sẵn ở trong nhà mình. Vì vừa mới cúng xong rồi mình hạ xuống ha, những cái phần cúng á, chiếc cúng sau cấp, có nghĩa là đến con cháu ăn. Thì bây giờ đây, đó là bưởi. Bưởi này là bưởi da xanh nha các bạn. À, mình đã luộc vỏ này. Đó, đẹp chưa các bạn ha? Đỏ lắm à. À, đỏ ngọt lắm các bạn. Rồi ngoài ra còn có những gia vị khác nữa. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn xong nha. Bây giờ mình sẽ đi đổ tôm nè. Bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn ha. Thì trước nhất, làm gỏi bưởi thì phải có bưởi. À, đây bưởi. Cái trái đó nó gần 2 kg, và khi mà lột vỏ rồi thì ở đây là cũng 1,3 kg. Các bạn thấy bưởi da xanh ở trong thì đỏ, đẹp hết sức đẹp hết các bạn ha. Rồi, đây thì sứa. Sứa là 420 g. Mình mua 2 gói ở siêu thị. Kế tiếp, mình dặm vô nữa là có tôm. Các bạn thấy tôm không? Tôm hồi nãy mình luộc đó. Rồi bây giờ mình luộc vỏ rồi này ha. Rồi mình rút chỉ đen rồi ha các bạn. Đó. Và đây, mình sẽ là trộn gỏi bưởi kèm theo với cái kiểu. Đây là kiểu á, kiểu chua ngọt các bạn. Đó, mà Tết mình làm đó các bạn nè, rất là ngon. Rồi đây là ớt, mình đã sắc nhuyễn các bạn, sắc sợi nha. Và đây là hành tây mình đã sắc sợi và mình dầm nước đá. Đây các bạn thấy không, nước đá nè, đó. Thì khoảng sau một thời gian cỡ khoảng 10 phút, 15 phút thì nó sẽ là hết mùi hăng à. Hết mùi hăng. Và kèm theo là mình sẽ sử dụng đậu phụng với là mè. Mè rất là thơm nha các bạn. Mè thì mình trộn vào trong cái gỏi bưởi. Và còn là đậu phụng này thì mình sẽ bỏ ở trên trang trí. Đồng thời mình cũng có là đây là hành phi. Và đây là tỏi phi. Đầy đủ hết nha các bạn. Trộn gỏi thì mình sử dụng là rau răm và rau húng lủi các bạn nha. Hai cái loại rau này mình rất là thích và nó rất là thơm. Thì gia vị gồm có đường, 3 muỗng đường và cỡ khoảng là 1/3 bột ngọt. Với lại 3 cái nước mắm, 3 muỗng nước mắm nha các bạn. Có chanh đó, và có thêm là nửa trái chanh. Đó, ăn bạn kèm với bánh phồng tôm luôn. Và ăn kèm theo với là bánh phồng tôm này các bạn nè. Mình đã chiên rồi, đó các bạn. Đã chiên rồi nha các bạn này, đó. Và không muốn nữa thì mình có bánh tráng luôn. Và bánh tráng này là bánh tráng đột xuất nha. Nhà hàng xóm đem qua cho nữa. Thì các bạn thấy không? Đây, mình nói có sách, mất có chính nha các bạn. Bánh tráng này các bạn. Đó, nhìn không? Đó. Bây giờ chúng ta bước làm thực hiện nha các bạn ha. Thì mình sẽ dùng một cái thau cho nó lớn, cho nó rộng để mình trộn gỏi cho nó dễ ha các bạn ha. Thì bây giờ mình đổ sứa vào trong cái thau bên này và tôm bỏ vô đây. Cái dễ quá mà. Xích quá. Xích quá. Rồi bây giờ mình tiếp tục nè. Mình sẽ bỏ này, đó là kiểu nha các bạn. Mình sắc sợi này các bạn thấy không, kiểu mà đến cái thời điểm này mà vẫn là còn trắng và nó trong nên đẹp lắm các bạn, không có chua, chua và vừa thôi. Rồi mình sẽ bỏ vào đây cho nó có cái vị chua mà rất là ngon, nó còn giòn luôn, giòn đó các bạn. Và đây là ớt nha, ớt mình sắc sợi này. Ớt này là ớt từ cái quả ớt này nè,
mình dùng quả ớt này, ớt này gọi là ớt cà chua đó, mình sắc sắc dĩa và mình đổ vào đây. Thì đặc biệt là cái ớt này nó không có là cay nha, cái thịt nó không có cay, chỉ là cay là ở cái hột, cho nên mình bỏ hột hết. Đây là hành tây các bạn này, mình đã dầm nước đá đó, là 15 phút, bây giờ nó hết hăng rồi, và mình xả đi và mình bớt nước khô rồi, và mình bỏ vào đây nha các bạn. Rồi là xong. Rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình bỏ gia vị vào trộn này các bạn ha. Đây, trước tiên mình sẽ bỏ cái này. Thì đây là 3 muỗng đường và 1/3 muỗng bột ngọt bên này. Mình sẽ đổ hết vào đây. Có kiểu thơm không ạ? Thơm lắm. Rất là ngon. Và đây, 3 muỗng nước mắm nha các bạn. Đây là cái khẩu vị của gia đình mình nha. Còn nếu các bạn ăn nhạt hay là ăn mặn thì các bạn tùy theo đó, và các bạn bơ thêm hoặc là bớt nha. Mình sẽ đổ vô luôn. Rồi mình sẽ bỏ vào đây một ít nha, tỏi phi nha các bạn. Đó, cho nó thơm. Và đây là hành phi mình cũng có luôn, cho thơm không? Thơm các bạn. Rồi xong rồi ha. Đây là mè. Và các bạn biết mè rất là thơm, cho nên mình muốn là sử dụng mè trộn vào nó cái gỏi này nha các bạn ha. Đó. Trộn đều nha các bạn. Thấm gia vị nha các bạn. Thấm gia vị nè. Bây giờ đến kế tiếp là mình bưởi nè. Thì mình sẽ bỏ bưởi vào. Chú ý nha các bạn, là mình tách ra thì nó vừa phải thôi, chứ đừng có tách nhuyễn nha các bạn. Đó, nó vừa thôi. Mà chú ý một cái điều nữa là ở sau này nè, có một chút xíu mình cũng phải bỏ nha, không phải đắng nha các bạn. Bưởi cho sao mình chắc ngọt lắm rồi. Ngọt lắm, bưởi này rất là ngọt, ngon. Và bưởi này là bưởi da xanh của Vĩnh Long. Mình mua và tại Vĩnh Long cho nên mình gọi là Vĩnh Long nha các bạn. Một chút xíu mình cũng bỏ nha các bạn. Yeah. Mình sợ đắng đó. Đó, chú ý nha. Rồi bây giờ mình đã bỏ bưởi vô rồi các bạn thấy ha. Rồi mình bỏ thêm mè vô nè các bạn ha, cho nó thơm nè. Mình rất khoái mòi mè nó thơm lắm, mình thích lắm. Đậu phụng cũng ngon, nhưng mà mình bỏ ở trên. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ cắt rau các bạn. Còn này cho ngày để đây hả mà. Lưu ý các bạn ơi, mình không có thể là làm nhiều như vậy được, cho nên có thể là mình làm có khoảng 800 gram thôi nha. 700-800 gram thôi, cho nên còn lại nha các bạn. Đó, còn đó. Ngon ha, rất là ngon. Bây giờ mình cắt này. Nhỏ nó thơm lắm. Thơm lắm. Nhà mình cũng có trồng cái rau này các bạn, với rau răm nữa. Nhưng mà rau răm đến cái hồi trời nắng quá mà nó cằn luôn, giờ phải trồng lại, nhưng mà nó chưa được tốt. Đúng chờ là nó thơm. Dạ. Các bạn thơm quá trời luôn các bạn. Đây, rau răm này các bạn nè. Thơm. Mình trộn nhé. Nhưng mà trước khi trộn thì mình cũng bỏ cái chanh. Cái chanh nha. Cho nó hơi chua chua một chút.
Thì bữa gia sinh của mình mua nó ngọt. Nó ngọt quá. Nó chứ thực sự mà nếu mà nó chua rồi thì mình không bỏ cho làm gì. Còn chút xíu đậu phụng để cho trên nữa mà. Ừ, để trên nha các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn ngon, nhớ đăng ký, like, chia sẻ cho hai mẹ con mình vui nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa nha các bạn. Hoàn thành nha các bạn. Các bạn thấy thế nào? Về hình thức thì các bạn thấy chắc ưng ý ha. Chứ mình thấy mình thích lắm nha. Vừa làm xong cái là mình cảm thấy hài lòng với cái sản phẩm mình đã làm ra. Mặc dù nó khó khăn vất vả bao nhiêu nhưng mà khi thấy là vui rồi ha. Mình đem lại cái sản phẩm cho các bạn thưởng thức và các bạn nhìn ngắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ cái chất lượng bên trong như thế nào nha. Mình sẽ lấy một. Khi mình ăn thì mình sẽ kèm với là này nha, bánh phồng tôm nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vào đây ăn. Rồi bưởi ngon này. À nhà sứa đó các bạn, sứa này ngon lắm. Hồi trước là cách đây cỡ một năm á thì mình cũng có làm gỏi sứa nha các bạn. Sứa nhưng mà bây giờ đây là sứa với lại là bưởi da xanh. À, các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức nè các bạn. Cho con mượn đôi đũa mà. Cả ăn miếng con sứa. Mời các bạn ăn sứa nha các bạn. Cái sữa giòn sực. Ngon lắm các bạn ơi, có lý lắm. Gia vị nó thấm vô sữa cũng ngon lắm mà. Mình có bỏ chanh thêm cho nên sơ sơ cái mùi thơm thoảng chua chua sơ sơ à. Ăn kèm với kiệu nữa ngon lắm. Kiệu nữa các bạn. Kiệu còn giòn thơm ngon hết sức luôn. Gia vị nhẹ vừa rồi đó mà. Với cái công thức với gia vị mình đã bỏ thì nó đã vừa rồi các bạn ạ. Gia đình mình ăn như vậy là vừa rồi. Các bạn thấy video mình hay nhớ đăng ký, like, chia sẻ nha các bạn. Cho mình tạm biệt các bạn tại đây luôn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên người đời và gia đình nha. Bình an trong cuộc sống nha các bạn. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Và mình sẽ cũng có lời cảm ơn các bạn trong cái thời gian vừa qua đã ủng hộ cho cái kênh Qua Miền Tây. Xin chào các bạn, hẹn các bạn một cái video khác hay hơn, đẹp hơn và các làm cho các bạn hài lòng hơn nữa ha. Xin chào các bạn nha. Bye bye.